vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình mỗi tuần một vấn đề, và bây giờ thì chắc là quý vị cùng với chúng tôi và chúng ta cùng tò mò để hỏi thăm Hoa hậu Bích Liên đi tu như thế nào. Vâng, thưa Hoa hậu Bích Liên, khi những cái nguyên nhân, những cái nhân duyên để đưa Hoa hậu Bích Liên đi vào cái con đường tu tập và trở thành một sư cô, bây giờ là sư cô Ngọc Liên. Thế thì cuộc sống bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn chưa? Sư cô có sáng dậy có make up không? Có xài phấn kem gam dưỡng da không? Rồi có làm móng tay, móng chân, đồ ăn uống, từ tất cả cuộc đời nó khác hẳn với là cuộc đời của hoa hậu như thế nào, thưa sư cô? Mô Phật à, thưa quý Tôi xin lỗi thanh sư cô cho chúng tôi tò mò chút xíu. đề. Vâng. Dạ Mô Phật à, chắc là nhà báo Đoàn Trọng thấy cái mặt mộc của Ngọc Liên ngày hôm nay phải không, khác hẳn như những lần trước Dạ phải thì thấy không có son, không có phấn không? nhiều hơn. Dạ. Dạ à, thưa quý vị, là khi mà mình đã xuất gia rồi thì mình tự động ngọc bỏ những cái son phấn và săn sóc cho bản thân mình như trước đây nữa, không có chải chuốt, không có tóc nè, không có cần phải make up nè, rồi không có cần phải bận đồ đẹp. Đời trước đây, thì ngày mai Ngọc đi ra làm việc thì tối nay Ngọc phải chuẩn bị bộ đồ cho ngày mai để Dạ. làm việc, cho nên cái thời giờ nó rất là busy, rất là nhiều. Nhưng mà khi xuất gia rồi thì rất là đơn giản, rất là tiện, mà Ngọc cảm thấy rất là quý. Nhưng mà thưa sư cô, ngày xưa sư cô là hoa hậu Bích Liên thì lên sân khấu tiếng kèn, tiếng trống, bao nhiêu người vỗ tay, rồi bao nhiêu lời chào, tiếng hỏi, rồi cái không khí nó vui nhộn hết sức. Bây giờ trở lại một cái đời sống tu tập với một sư cô, tối ngày chỉ nhìn lên ông Phật thôi. Thì lúc đó là sao? Lúc đó không nhẹ là bỏ quên toàn bộ quá khứ. Có lúc nào đứng trước hình ông Phật mà cứ nghĩ đến là Hoa hậu Bích Liên không? Dạ không à, hình như cái duyên lành như thế nào đó nhà báo Đoàn Trọng, từ khi xuất gia đến bây giờ Ngọc chưa có nghĩ cái về cái quá khứ, Ngọc chưa có nghĩ về ngày mai mình sẽ giống như là trước đây nữa. Ngọc rất là enjoy, có nghĩa là rất là thích thú trong cái cuộc đời tu học, cảm thấy không có buồn mà rất là thích. Vâng. Vâng. Thế thì cuộc đời tu tập của sư cô bây giờ khởi đi từ một ngày là như thế nào? Dạ thưa quý khán giả và thưa nhà báo Đoàn Trọng, là buổi sáng đó 3 giờ rưỡi thì mình thức giấc, 4 giờ thì mình công phu tụng niệm, rồi đến 6 giờ là điểm tâm sáng, rồi đến 11 giờ là ngọ. Giữa từ điểm tâm xong cho đến trưa đó thì mình có những cái công việc, công quả trong chùa và học. Xong rồi sau giờ ngọ thì mình nghỉ trưa được một tiếng, sau đó mình học tiếp hoặc là mình làm những cái công việc trong chùa, những cái công chuyện Phật sự trong chùa. Rồi đến 7 giờ chiều là đến giờ tụng kinh cho mình. Rồi sau giờ chiều đó thì mình lại có giờ công phu nữa, ngồi thiền. Đến 10 giờ là mình nghỉ. Mô Wow. Phật, Có ba. khó không xưa sư cậu? Hình như ngày xưa Ngọc đi làm, Ngọc cũng cực khổ giống như vậy đó, chứ không có gì khó. Cho nên khi Ngọc đi vào cái cuộc đời xuất gia thì Ngọc cảm thấy nó không có khó. Cái giờ giấc ngày xưa Ngọc làm việc, Ngọc làm rất là nhiều giờ, Vâng. đối với Ngọc thì nó không có khó. Thế thưa, có khi nào sư cô trong một cái moment nào đó sư cô nghĩ hay là bị một cái chuyện gì làm cho mình không được vui, phật lòng cái điều gì, hay là ai lời qua tiếng lại như thế nào, có khi nào sư cô nghĩ wow, I gotta go back, có khi nào như vậy không? Ngọc chưa có nghĩ vô bác đâu, Rồi nhưng chưa. mà cũng có một những cái lúc mà không có nhiều, mình cảm thấy mình hơi buồn, buồn là mình chưa có hòa nhập vào những cái việc xảy ra như vậy. Tuy nhiên Ngọc cứ nói rằng mình đi là mình buông bỏ, mình buông bỏ thì mình phải chấp nhận tất cả, thành ra mình phải sửa đổi thêm, mình mài làm sao mà có thể đi vào cái khuôn nữa, cho nên mình nghĩ như vậy thì có. Thế thì kể từ khi mà bắt đầu bước vào cuộc đời tu tập đến bây giờ, sư cô có tham dự những cái khóa an cư kiết hạ không? Dạ hiện giờ là đang là an cư kiết hạ, tại Việt Nam là 3 tháng. Dạ. Dạ còn ở Mỹ thì có 1 tuần hoặc là 10 ngày thôi. Dạ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà sư cô cũng đi vào trong cái tiến trình Dạ đó. vâng, chỉ có Vâng. tuần hạ. Thế thưa sư cô hơi tò mò chút xíu, thế sư cô bắt đầu vào cuộc đời tu tập thì cái ở cao của sư cô cho hết hay sao?
hay là thưa quý khán giả và thưa nhà báo Đoàn Trọng, cái account của Ngọc thì Ngọc làm công tác về tâm linh, về đóng góp tam bảo, phụng sự tam bảo, và khi Ngọc đi xuất gia thì Ngọc cũng có tiếp tục làm về từ thiện. Ngọc xây những cái cầu, vẫn tiếp tục công tác về charity của Ngọc, rồi Ngọc xây những cái căn nhà tình thương, rồi gửi tiền để cho các em học sinh, cộng thêm những cái thuốc cho những người nghèo bất hạnh đó. Thế còn cái công ty của sư cô, của Hoa hậu Bích Liên ngày xưa thì như thế nào? Bây giờ không nhẹ là vứt đi hết hay sao? Hay là vẫn tiếp tục, ai là người đứng ra làm cái công việc đó? Dạ, dạ thưa quý khán giả, chắc là quý khán giả biết hơn nhà báo Đoàn Trọng, bởi vì nhà báo Đoàn Trọng không có đi shopping. Yeah. Nhưng mà chắc quý vị biết công ty của Ngọc vẫn tiếp tục. Vẫn tiếp tục phục vụ tất cả quý đồng hương với dược thảo trong uống ngoài thoa. Yeah. Dược thảo và sản phẩm thì các em trong gia đình của Ngọc đứng lên là lo trách nhiệm và vẫn tiếp tục phục vụ quý khách hàng khắp nơi. Oh wow. Như vậy thì sư cô, ví dụ như công ty nó lộ lã thì sư cô cũng phải chịu trách nhiệm, và nếu như công ty nó lời thì tiền đó sư cô có nhận được không? Dạ thưa, một phần thì gia đình khi mà có income mà dư thì cũng cho Ngọc để Ngọc tiếp tục để phụng vụ tam bảo. Vâng. Đó là cái điều, bởi vì khi Ngọc đi xuất gia thì Ngọc không phải làm nữa, nhưng mà những cái số tiền ơn được từ tất cả khách hàng ủng hộ sản phẩm, ủng hộ dược thảo thì trong gia đình, trong công ty cũng trích ra phần trăm cho Ngọc để Ngọc tiếp tục làm những công tác từ thiện nè, phụng sự tam bảo. Bởi vì Ngọc không có làm được nữa thì trong gia đình cũng trích ra. Yeah. Nhưng mà bây giờ sư cô đi tu rồi có tiêu tiền không sư cô? Dạ thưa, nói chung là không có tiêu tiền. Đó là cái điều mà Ngọc dư được để đóng sự tam bảo đó. À. Ngày xưa Ngọc phải tốn quần áo mỗi tháng cũng nhiều lắm, bởi vì cái nhu cầu của công việc và đi ra xã hội. Nhưng bây giờ với cái những cái bộ y như thế này thì không có tốn, và đồng thời Ngọc cũng không tốn tiền make up, rồi không có tốn tiền cho cái tóc của mình. Tất cả những cái điều đó Ngọc save rất là nhiều tiền. Thế cái vấn đề ăn uống cho sức khỏe của mình thì sư cô có chịu được với cái lối sống ăn chay trường của trong chùa không? Dạ, dạ thưa nhà báo Đoàn Trọng và thưa quý vị, Ngọc cũng trước đây cũng đã từng ăn chay rồi. Nó không có gọi là liên tục hàng năm, nhưng mà hầu hết là Ngọc ăn chay. Đó. Cho nên cái việc mà ăn uống chay như thế này thì không có ảnh hưởng gì cả. Thế có một cái việc mà tất cả mọi người ở Hoa Kỳ cũng giống như trên toàn thế giới ngày hôm nay, người ta rất bận rộn với cái điện thoại. Yeah. Thế lúc mà sư cô bắt đầu đi vào con đường tu tập thì sư cô có sử dụng điện thoại này không? Cũng có cần thiết rồi, text cho người này rồi email đủ thứ chuyện như vậy, có còn liên tục nữa không thưa sư cô? Phật liên tục thì không có được đâu. Yeah. Nhưng mà cái giờ nào trống mình cần liên lạc những cái quan trọng thì mình mới được dùng. Vâng. Còn hầu như là những cái giờ mình bận biểu học thì mình không được dùng điện thoại cho lắm. Tôi xin sư cô cho phép tôi đi hơi xa chút xíu. Thế những người ái mộ sư cô ngày xưa, ái mộ Hoa hậu Bích Liên ngày xưa đó, thì nếu bây giờ người ta gặp Hoa hậu Bích Liên dù ở trong cái chiếc áo cà sa hay là trong cái tình huống nào, người ta vẫn có những cái cảm tình với sư cô, thì sư cô nghĩ như thế nào? Cái cảm tình rất là quý mến. Yeah. Chẳng hạn như ngày hôm nay Ngọc đến với lo cái chương trình tang lễ. Yeah. Thì Ngọc gặp rất là nhiều Phật tử đến. Yeah. Thì mọi người gặp Ngọc thì rất là vui và rất là hân hoan. Ngọc cũng hạnh phúc lắm, bởi vì gặp lại những người khách ngày xưa, và có những người đã biết Ngọc mà Ngọc chưa từng gặp, cho nên Ngọc cảm thấy rất là hạnh phúc và có duyên lành để gặp họ. Vâng. Thế tình yêu của một Hoa hậu Bích Liên với những người gắn bó ở phía trước, với tình yêu của sư cô Ngọc Liên với ông Phật nó khác nhau sao? Và cái tình với Phật Pháp, với về Tam Bảo thì Ngọc thấy nó rất là hạnh phúc. Một cái con đường về tâm linh thì Ngọc cảm thấy nó nhẹ nhàng và lâu dài. Vâng. Thế còn bây giờ ví dụ trong gia đình nữa, thì khi mà sư cô đã quyết định xuất gia để đi vào con đường tu tập, thì cái phía gia đình của sư cô có những cái gì ủng hộ sư cô, back up sư cô, hay là không hài lòng hay như thế nào sư cô? Dạ, thưa nhà báo Đoàn Trọng và thưa quý vị, khi Ngọc quyết định xuất gia thì cả gia đình đều rất là hoang mang và bất ngờ. Yeah. Bởi vì Ngọc không có cho biết trước. Ngọc đi về bên Việt Nam rồi thì gia đình mới biết. Ban đầu thì bị sốc và thương khóc, nhưng mà lúc đó sau đó và cả gia đình đều ủng hộ, rất ủng hộ và rất là hoan nghênh và lo cho Ngọc nhiều. Chúc mừng sư cô. Yeah. Với một cái cuộc sống mới, một đời sống tu tập mà sư cô đã quyết định.
Quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề, và đặc biệt hôm nay có sư cô Ngọc Liên, ngày xưa là Hoa hậu Bích Liên, tâm tình với quý vị, chia sẻ với quý vị tất cả những gì của một đời sống của một người Mỹ gốc Việt chúng ta tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.